Em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, các anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay bên shop lại tiếp tục lên cho các bác một số mẫu bình nhé và hai cái mẫu van nhé. Đây là em giới thiệu chi tiết cho các bác để từng sản phẩm và báo giá công khai cho các bác luôn. Đấy. Thì các bác nào mà đang thiếu phụ kiện gì hoặc là các bác muốn nâng cấp lên đời thì các bác có thể theo dõi hết video để nắm được giá cả, các bác cân đối mức tài chính cho có sự lựa chọn hợp lý các bác nhé. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về cái mẫu bình nhôm trước nhé, sau đến bình carbon. Đấy. Đây, nếu bác nào mới chơi nhé hoặc điều kiện tài chính vẫn còn chưa dư giả, các bác có thể tham khảo qua cái mẫu bình nhôm đít bằng các bác nhé. Đấy, bình nhôm đít bằng nhé. Cái mẫu bình nhôm đít bằng này thì là độ nén khí khoảng độ tầm 200 đến 250 cân các bác nhé. Đấy, là đảm bảo. Đấy, còn trên 250 cân thì là nó cũng không được an toàn cho lắm. Đấy, cái này các bác hay dùng truyền thống thì rất chi là ok. Truyền thống thì các bác khoảng dùng khoảng 180 đến 230 thôi thì nó vẫn trong cái khả năng cho phép của bình các bác nhé. Đấy, cái này thì là được sơn alloy trong ngoài nhé, ren rất chi là dày, các bác dùng con này thì yên tâm nhé. Giá thì nó hợp lý nhất trong các loại bình nhé, chỉ có 450.000. Cái này thì đủ kích cỡ cho các bác lựa chọn nhé, các bác thích cỡ bình bao nhiêu thì alo bảo em sẽ phục vụ cho các bác từ A đến Z nhé. Đấy, đây là bình nhôm đít bằng nhé, giá 450.000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Đấy. Nếu các bác nào muốn cao cấp hơn một chút, các bác có thể tham khảo qua cái bình nhôm đít tròn này. Đấy, các bác nhìn hai cái bình đít tròn và đít bằng nó khác nhau rất chi là nhiều đúng không? Cái bình đít tròn này thì nhìn khá là đẹp, bắt mắt, thời trang các bác nhé. Đấy. Đấy, cái tiếp theo là nó chắc chắn, khỏe khoắn, bền bỉ các bác nhé. Đấy. Cái bình nhôm đít tròn này các bác cầm lên rất chi là đầm, chắc nhé. Đấy. Sơn alloy trong ngoài, ren cực kỳ là dày các bạn. Đấy. Cái mẫu này thì cũng có đầy đủ kích cỡ cho các bác lựa chọn nhé. Em báo giá công khai cho các bác là 850.000 các bác nhé. Bình nhôm đít tròn 850.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc nhé. Các bác mua thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Hai cái mẫu bình nhôm này không phải cọc cạch một chút nào các bác nhé. Đấy. À, nếu các bác muốn cao cấp hơn thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu bình carbon các bác nhé. Đấy, đây các bác cầm cái mẫu bình carbon nhẹ hơn rất chi là nhiều. Cái mẫu bình nhôm này khá nặng nhé. Đấy. Các bác nào chơi, các bác kia dùng bình carbon rồi các bác biết đúng không? Con này thì nén khoảng 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc mà rất chi là an toàn nhé. Bình carbon này thì nó chịu lực rất chi là cao, nén áp được khỏe đấy. 350 cân trên một nốt nhạc không hề hấn gì các bác nhé. Đấy. Con này thì nhìn nó khá là đẹp á vì nó được thiết kế bằng sợi carbon hết các bác nhé. Đấy. Bền bỉ đấy, kể cả như tinh những máy bay phản lực của Mỹ, Anh, Liên Xô bây giờ toàn làm bằng sợi carbon. Thứ nhất là nó bền bỉ theo thời gian các bạn. Thứ hai là nó sẽ nhẹ đấy, cái bình carbon rất chi là nhẹ, cái độ bền khá là cao đấy. Cái bình này giá hiện tại đang ở bên em bán với giá 2 triệu các bác nhé, 2 triệu đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Bình carbon đấy có đủ các loại kích cỡ, các bác thích lấy cỡ bao nhiêu thì báo em sẽ nhặt cho các bác cỡ đấy để phù hợp với mục đích sử dụng cho các bác nhé. Đấy. Đây các bác làm một quả bình carbon với một cái van này thì xịn sò con bò rồi các bạn, chất như nước cất nhé. Đây lúc nãy có một bác đặt combo bình và van nữa đấy, thì em cũng tháo ra em thử test kiểm tra cho các bác. Ok con dê ngon lành cành đào nhé, đầy đủ cho các bác. Đây là mẫu van hộp rút các bác nhé, van hộp rút nó sẽ có chữ USA nhé. Đấy, USA đấy, các bác phân biệt van hộp rút hộp mở nhé. Cái van hộp rút nó sẽ có 4 lỗ xả đây các bác nhé. Đấy, các bác nhìn rất chi là rõ đúng không? Bằng mắt thường các bác cũng nhìn thấy, các bác không phải dùng đến kinh nghiệm gì đâu nhé. Con này là có 4 lỗ xả là cái nhất này. Cái thứ hai các bác cho tay qua đây nó sẽ có sần vì cái chữ cờ két này là được họ dập chìm các bác nhé. Đấy, dập chìm. Báo giá công khai cho các bác luôn cái van hộp rút này nhé. Giá của con này thì là hiện tại đang được bên em bán với giá công khai 1 triệu 850 nghìn các bác nhé. Đấy, 1 triệu 850 nghìn van cricket hộp rút nhé. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Các bác kiểm tra à. Đấy, van hộp rút cricket rất chi là xịn. Cái này thì hồi hơi hồi áp cực kỳ là nhanh, các bác dùng bền bỉ theo thời gian nhé. Cái thứ hai là các bác dùng nó không bị có hiện tượng chán hơi chán áp như tình những loại van rẻ tiền nhé. Cái van hộp rút này thì thường các bác hay dùng cho những cái cấu hình tầm cao. Nếu các bác nào có điều kiện mình lấy con này cũng rất chi là ok. Tiền nào của đấy rồi các bác, giá cả luôn luôn đi đôi với chất lượng đấy. Mình sắm một lần tuy nó đắt một chút nhưng mình dùng được về lâu về dài các bác đấy.
Thà các bác cố một chút, các bác mua cái loại cao cấp thì là nó kiểu như là cấu đau hơn cào vặt các bác. Các bác dùng được bền bỉ thì nó cũng tính ra rất chi là rẻ thôi. Đây, tiếp theo giới thiệu các bác cái mẫu van rẻ hơn thì nó có van cricket hộp mở các bác nhé. Đây, cricket hộp mở. Nó sẽ có chữ OS nhé, nó không có chữ, nó có chữ OS nhé, nó không có chữ A như cái loại kia nữa nhé. Và cái này là chữ cricket này thì nó họ phun sơn các bác. Các bác di tay qua đây thì sẽ thấy nó rất chi là mịn, nó không có hiện tượng là sần sùi nhám. Cốc test áp phiên bản rồng các bác nhé. Đấy, cái này là hàng loại một nhá. Sơn sơn đồng hồ là sơn nâu các bác nhé, sơn nâu hết này, sơn xám, gọi là sơn xám đi nhé. Cái này thì sẽ có 3 lỗ xả ở trong các bác nhé. Đấy, có 3 lỗ xả ở trong đây, các bác quan sát kỹ cho em. Các bác ở nhìn quay qua đây nhìn hơi khó đúng không, sẽ có 3 lỗ xả. Đây là van cricket hộp mở nhé, giá công khai cho các bác luôn là 950.000 nhé, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Van cricket hộp mở nhé. Còn nếu các bác nào thích lấy van cricket hộp rút đây thì giá 1.850.000 nhé. Đấy, cái này có một cốc test áp cho các bác nhé. Đấy, thì các bác nào đang xem video mà muốn quan tâm đến sản phẩm nào, các bác vẫn còn thắc mắc hay là chưa biết thông số kỹ thuật gì, các bác có thể gọi điện luôn đến hai đầu số của shop nhé. Bên shop thì hai đầu số các bác thấy phong thủy số nào các bác gọi số đấy nhé. Nào lúc các bác gọi đến có chuông mà bên em chưa nghe được thì các bác có thể gọi số khác cho em, vì có khả năng lúc đấy là đang có khách gọi thì em không nghe máy các bác luôn được, các bác thông cảm vấn đề đấy nhé. Đấy, thì một video rất chi là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.